tìm lại mặt đời ngây thơ. Bởi thơ em đời em chờ, năm năm mới có bây giờ là đây. Kì, mày đừng em. Anh Tri, anh trần bao kinh hoàng vừa thôi. Dạo lòng xa mạc làm sụp đổ tiêu tan những thành quách quý nghi, trầm mặc giữa điêu tàn. Mày Tri ơi, sự nghiệp tiên dân còn nằm trong mơ số kiếp già. Nửa cuộc đời anh phiêu bạt tha phương, anh đã bỏ quên cái non mình trong thiên nhiên. Cái tên mà trời quê hương không còn xa lạ, và đã ấn sâu trong lòng giá của Mai Đình. Mai Đình, em đang hờn trách anh có phải vậy không? Phải mà, anh đã tệ bạc với quãng đời con gái. Mai Đình ơi, em đừng hờn giận anh nữa nghe em. Tri ơi, từ khi em vào đây em chỉ mang theo quả nhỏ nhỏ là cái tên của mẹ cha để anh có bao giờ rồi. Ý nghĩa của phương hồ hôm nay, phải hàng bạc tử chỉ là cái bút danh mà người đời đã bỏ quên khi nguồn thơ đã cạn. Khi anh không còn tâm huyết ca tình nhân ngắm sáng, khi anh là phế nhân dưới kịp sống tận huyền. Bất diệt là cái tên nguyện trọng trí của anh, người đời đã bỏ quên sự. Bây giờ anh nói tiếng yêu em. Anh Tri, mình về với nhau nha em. Dạ, mình về anh. Dạ, xin được cảm ơn video này.